con có trách nhiệm chăm sóc trực tiếp một người em gái chậm phát triển hội chứng đau và hai con mèo. Con hiểu sự thật là hai đối tượng này trong đời hiện tại trí tuệ khó được cải thiện. Vậy hai đối tượng này có thể làm những gì cụ thể để gieo duyên thiện lành, phát sinh trí tuệ và gặp Phật Pháp trong đời vị lai. Uhm. nó có cái khó như thế này, tức là bản thân chúng sanh đó là bao gồm em của cô và cái con mèo, họ phải có cảm tình, họ phải có cảm tình đối với tam bảo, ví dụ như có thể họ có cảm tình đối với đức phật, họ có thể có cảm tình đối với kinh kệ, có thể họ không cần phải nghe hiểu đâu nhưng mà họ chỉ cần nghe cái lời kinh tiếng kệ đó mà họ có cảm tình đó nó cũng là tốt và cái thứ ba là họ có thể có cảm tình đối với tăng thì chỉ có ba cách này đó thì họa mai nó có thể giúp được em và con mèo của cô ở trong chùa nó có hồi xưa nó có một uh, chú chú cũng bị bệnh đau chú bị bệnh đau uh, chú rất là mến Tam Bảo uh, hồi nhỏ đó, chú vào chùa chơi như con nít mà mấy người bị bệnh đau như con nít gì đó chùa có cái ao đó, rồi chú cứ ra ngoài ao chơi rồi cầm cái đầu con lân cứ cầm múa cầm múa rồi chơi vài vòng vòng trong chùa vậy thôi ban đầu thì nó cũng chỉ có như vậy rồi thì uh, thấy cũng chưa rồi đó là cũng có hôm thì chùa tội nghiệp cho cơm ăn cơm thì riết rồi ăn ở chùa luôn <laughs> mẹ nó kêu về không có về riết nó ăn chùa nó mến chùa rồi uh, thì uh, dần dần chú đòi ở trong chùa không có chịu gì nhà cửa chùa đã không có đóng thậm chí có đóng chú cũng trèo từ chú đi ra thôi trèo thường đi ra uống cà phê thậm chí xin thưa cho chú mặc đồ tiểu chú bị bình đau chú mặc đồ tiểu chú mặc đồ chú tiểu rồi chú ra ngoài nít mà rồi ta dạy hư nó uống rượu xây xỉn nó về chùa chùa cũng chịu hết rồi người ta nói chùa nam tông có ông, có ông thầy uống rượu đấy nói chung đó, cái thời gian mà chú ở chùa uh, chú uh, tạo cũng tạo nhiều cái uh, thiện tạo nhiều cái nghịch thiện tức là gì chú cũng thương chiến tăng đương nhiên mấy ông tăng nào mà chơi ơi tức thở thì chú cũng chửi à nhưng mà mấy ông tăng nào đàng hoàng chú cũng thương chú lo lắm quét sân chùa mà bất kể giờ bệnh của chú chú không kể giờ 12 giờ khuya chú thích quét là chú quét thôi, Kề mưa ẩm ẩm ngoài chú thích quét là chú quét thôi đấy. Còn lúc mà chú không thích quét rồi đó sân nó có giờ hay Chú mặc kệ đấy nhưng mà ít nhất đó, là chú cũng có cảm tình với chùa chú cũng uh, chịu uh, gieo những cái duyên lành như vậy, cũng thích lên chùa thích lên chánh điện nghe tụng kinh đấy. À, rồi à, cứ như vậy đó thường nói chung là chú thương ông sư nào chú lo ông sư đó còn mà ông sư nào mà cà chớn á chú chửi chí xin thưa cái bữa ăn á, chú chửi luôn chu trì tại mọi người nghĩ là chú bị bệnh cho nên là cũng không có trách chú à, thành thử á, khi mà chú ở chùa gần gũi tam bảo á, chú vừa vừa tạo những cái thiện nghiệp nhưng mà kẹt cái nó cũng tạo nhiều cái nghiệp bất thiện tuy nhiên uh, xét cho cùng á, thì có tạo thiện nghiệp là cũng mừng rồi thì nhờ như vậy đó biết đâu ha, biết đâu khi cái phước thiện chỗ thì chú sẽ có duyên lành đến cái tam bảo uh, rồi chùa thì cũng có uh, mấy con chó con mèo xét về mặt tích cực á xét về mặt tích cực á, thì nó cũng thương mấy ông sư Tóm lại là ông sư nào mà cho tụi nó ăn thì tụi nó thương thôi. Ông uh, thú mà. Uh, rồi uh, lại có điều nữa là chó mẹ trong chùa nghe tụng kinh thì nó lại thích chạy lại gần nó nghe. Mình không biết nó nghe có hiểu hay không. Nhưng mà cứ mỗi lần tụng kinh đó, là nó cứ chạy tới nó nghe. Đấy. Thì uh, như vậy nó cũng có được những cái thiện nghiệp, mà nhờ những thiện nghiệp đó đó, nó có thể gieo duyên lành đối với Tam Bảo. Nhưng mà đồng thời nó cũng tạo ác nghiệp. Tức là gì? Phóng uế bừa bãi Xin thưa nha, chỗ thờ cúng á, nó muốn phóng uế là phóng ế. Muốn đại, muốn tiểu là nó cứ đại, cứ tiểu thôi. Đấy, rồi chỗ mà chư tăng, chỗ thờ cúng nó cứ leo lên. Rồi lông này nọ nó cứ vương vải đầy rồi đó. Thì nói chung á, khi gần gũi tam bảo, có cái tất cả chúng sanh khi gần gũi tam bảo, thì họ cũng có làm các cái thiện pháp, cũng có tâm lành, cũng có tâm lành đối với tam bảo. Tuy nhiên, do chúng sanh vô minh, đặc biệt là những người bị bệnh, và những con thú vật không có trí tuệ cho nên không biết được cái gì nên làm và không nên làm thành ra họ chỉ cư xử theo bản năng thôi cái kẹt nằm ở chỗ đó ờ, thành ra là xét về mặt tích cực nó cũng có tạo phước nhờ cái phước đó đó họ có thể uh, gieo duyên đối với tam bảo nhưng đồng thời họ cũng phải chịu những cái ác nghiệp ừ. À, thành thử à, đó là cái sư à, kể cái chuyện của chùa thì à, quý vị nhắm có thể à, học hỏi được thì học hỏi ừ. à, mình sẵn nhắc sư nói à, cái sư nói đó sư căn cứ vào đâu sư dựa vào đâu mà sư nói như vậy thì ở trong chú giải đó à, có một đoạn chú giải như thế này có một hội nhóm 500 tỷ kheo một ờ, nhóm 500 vị tỳ kheo cái này trong chú giải của A Tỳ Đàm ờ, khi mà chứng thánh khi chứng thánh thì 500 vị tỳ kheo này quán tưởng lại là do đâu mà mình nhân duyên nào mà nhóm của mình được cái đào quả này thì các vị thấy ở kiếp trước Ừ, ở kiếp trước năm trăm vị này là 500 con dơi ở trong một cái hang thì trong hang này đó có một vị sư sống ở trong rừng thì vị này ở trong hang khi ở trong hang đó thì vị này thường tụng a-tỳ đàm như là tụng tam mẫu đề thì năm con dơi này nó không hiểu nó không hiểu nhưng mà nó có cảm tình ờ, với cái lời kinh kệ đó nó có cảm tình nhờ có cảm tình đó mà năm chục con dơi có duyên lành đối với tam bảo và đời sau được cơ hội xuất gia và chứng thánh nhưng mà đương nhiên không đơn giản như vậy à, hẳn nhiên là trong dòng sanh tử luân hồi đó, thì bản thân năm vị này cũng phải tạo những cái phước thiện nữa chứ không phải chỉ đơn thuần mà nghe như vậy là đủ chứng thánh đâu. Ừ. Rồi trong uh, chú giải pháp cứu uh, có một vị um, thiên tử tên là thâm mí cá, uh, thì vị này đó uh, trước đó là một con ếch, một con ếch ở ruộng khi mà nghe cái lời đức thế tôn thuyết pháp con ếch nghe cái âm thanh du dương của đức thế tôn nó rất là hoan hỷ rất là hoan hỷ mà khi nó hoan hỷ như vậy nó đang say mê nó nghe thì có một cái đứa bé nông dân giống như bị trượt chân lấy cái, 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 cái gậy chống chống thì chống trúng ngay cái đầu con ếch thì con ếch nó chết bất đắc kỳ tử mà khi con ếch nó chết trong khi mà nó đang um, uh, có cái tâm lành như vậy đó, nó uh, tái sanh vào một vị trời, à, tái sanh là một vị trời và vị này xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn uh, bởi vì nhờ uh, có cảm tình nơi uh, chánh pháp của Đức Thế Tôn đó, cho nên mới sanh về cõi trời và Đức Thế Tôn thuyết pháp và sau này vị này chứng đắc đạo quả, uhm, cho nên cái việc mà chúng ta có được cái uh, duyên lành đối với tam bảo bản thân nó là một cái phước rất là lớn ừ.